Tập 27. Dựa theo kế hoạch, cậu muốn dẫn Bắc Lộ đến thôn Song Đuôi. Nhưng anh muốn cứu mẹ của anh từ trong tay của tôi. Nhưng tôi đã đi trước anh một bước, cho nên sắp xếp một cái giả. Nhưng mà tôi có một chút không hiểu, sao anh lại biết người đó không phải mẹ của anh? Lúc anh phát hiện không phải mẹ của anh bắn chết bà ấy. Tiếp theo, bọn họ vào trong sân, nhưng anh ngăn cản họ vào trong phòng. Sau đó, anh dựa vào địa hình quen thuộc đã giúp Bác Lộ xâm nhập vào vòng dây, chạy trốn khỏi thôn Song Đuôi. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Đồ ngốc, tôi đang chất vấn anh, tại sao lại dẫn Bác Lộ chạy khỏi thôn Song Đuôi? Đưa lên đây. Đi. Đi. Mẹ. Mẹ à. Mẹ. Mẹ. Đứng lại. Đi. Ở trước mặt tôi không có chỗ cho mặt cả. Nhìn cho kỹ những bức ảnh này. Anh đừng quên có 10 quân nhân của Trung Quốc chết trong tay anh. Trong tiếng súng của anh, bọn họ từng người một ngã xuống trước mặt anh. Trong mắt của tôi, những tấm ảnh này không có chút sức sống. Bọn chúng chỉ là ghi chép lại cảnh chân thật lúc đó anh giết người. Nhưng bức ảnh này không giống rồi. Anh ấy vì bày tỏ hợp tác chân thành với quân đội đế quốc, tự tay giết chết những người thân cận đó. Bản tư lệnh rất thích ánh mắt của bức tranh này, hiện ra sự vô tình trong cơn phẫn nộ, làm tôi bên cạnh việc mất đi tính mạng cũng mất đi bản tính làm người của anh ta. Tôi thích. Tôi rất thích. Thả tao ra. 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 Bọn Nhật, ta sẽ không tha cho bọn mày. Thả tao ra. Thả tao ra. Thả tao ra. Thả tao ra. Thả tao ra.
Bọn giật, tao giết bọn mày. Tao giết bọn mày. Bản tư lệnh đã tha thứ cho anh một lần. Bây giờ thôn sông đuôi không có người sống. Bọn họ đều cho rằng mẹ anh và dân trong thôn đều đã chết. Chính vì để họ không biết mẹ anh đang ở trong tay quân đội đế quốc. Từ đó không có ai nghi ngờ anh hợp tác với quân đội đế quốc. Những điều này đều là vì để anh thuận tiện hành động. Để ông phải bận tâm rồi. Chỉ tấm ảnh này sẽ làm cho anh cả đời này không thể ngẩng đầu lên được. Mẹ của anh sẽ làm anh ghi nhớ từng giờ từng phút. Anh chỉ cần trân trọng hợp tác với quân đội đế quốc mới có lối thoát. Đừng phạm sai lầm nữa. Tôi sẽ không khoan dung tha thứ cho anh. Không tội, không tội. Xem ra thiếu đạn thiếu pháo cũng không thể thiếu đại đội trưởng Uông. Hồ Mộc Tượng này cũng có công lao đấy. Sập rồi, sập rồi. Tôi thổ hầu này vội vàng vậy, không nổ thì sập được chắc. Có những đồ này ở trong mắt tôi, cầu bộ dân kia đã sập rồi. Tôi hôm nay làm cho chúng nó sập. Sập, được rồi. Tối hôm nay sập không nổi. Thì vậy đi, ngày mai có một đội nhỏ đồng chí muốn qua cầu, cho nên phải đợi sau khi bọn họ qua cầu chúng ta mới có thể cho nổ. Tối nay chúng ta cất số thuốc nổ này theo vị trí dưới cầu. Nào, tôi giới thiệu với anh, đây là liên lạc viên của Dận Thành, ông ấy có lời muốn nói với anh. Xin chào, xin chào. Hai người nói chuyện. Nào, ngồi đi. Được rồi, lần này vất vả rồi. Báo cáo ngài Osuke, cầu bộ dân đã nói với tôi không cần to tiếng như vậy. Dựa theo mệnh lệnh của ngài, tất cả phục binh đã sắp xếp vị trí chỉ định ở phía bắc cầu bộ dân. Nếu ưu tiên sinh hành động theo kế hoạch dẫn bắt lộ đến phá cầu, sẽ như vậy. Anh ta sẽ làm như vậy. Dân Thành có thể tận hưởng hòa bình. Dân Mộc Tượng, cậu nói chi tiết hơn với tôi một chút. Quá trình mỗi lần cậu đi Dân Thành có gì để nói đâu. Trên cả đoạn đường tôi đều không để ý đến anh ta. Cậu không hiểu ý tôi sao? Ý của tôi là sao các cậu lấy được thuốc nổ? Sao ở trong tiệm chỗ là ở anh ta chọn? Anh ta chọn. Sau đó thì sao? Sau đó vào quân đội đốt kho. Sau đó thì sao? Sau đó lấy thuốc nổ đó. Hết rồi. Hết rồi. Như vậy cũng quá thuận lợi rồi. Còn nói, quả thực là quá thuận lợi đi. Sau khi bọn tôi vào quân đội đốt kho, không nhìn thấy một bóng dáng nào của người Nhật, trực tiếp lấy thuốc nổ rồi đi. Thuận lợi này có chút làm người khác giật mình. Con người cậu nói tôi thấy chẳng dễ nghe chút nào. Làm sao thuận lợi càng không tốt sao? Là Bạch, nhìn tôi đi. Không biết nói như thế nào. Cậu không thể chống lại mệnh lệnh. Vậy nếu tôi kháng lệnh một lần thì sao? Vậy tôi chỉ báo cáo đúng sự thật lên cấp trên. Vậy ông báo cáo đi. U lệnh Thanh, tôi kháng lệnh rồi. Sẵn sàng lắng nghe.
Cậu tên là Uông Lệnh Thanh. Không sai. Vậy được, tôi hỏi cậu, cậu làm lính từ khi nào? Khi nào làm đại đội trưởng? Sao lại quen biết đồng chí Cam Tân? Đồng chí Trương, câu hỏi này của ông không phải là vấn đề. Hơn nữa, những cái này cấp trên đều biết rất rõ đúng không? Công việc của ông cũng đã hoàn thành rồi. Đợi chút nữa chúng tôi còn có nhiệm vụ. Tôi không giữ ông nữa. Tôi tiễn ông, mời. Tôi tiễn ông, nào nào. Trương tiên sinh, Trương tiên sinh, xin dừng bước. Đồng chí Bạch, có chuyện sao? Trương tiên sinh, tôi muốn nhờ ông giúp đỡ nghe ngóng tin tức một người ở Dân Thành. Nói đi, nhà trọ của Tống Gia ngài biết không? Tôi biết. Tôi muốn biết nội tình của ông chủ đó. Tại sao cậu muốn biết nội tình của ông ấy? Cái này... Bạch công tử, nếu tôi đoán không sai, đại đội trưởng Uông và Hùng Mộc Tượng vào thành là ở nhà trọ đó. Trương tiên sinh, ngài làm liên lạc viên thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Đồng chí Bạch, tôi có thể hỏi một câu không? Ngài nói đi. Chuyện ở Dân Thành có phải có liên quan đến mỗi người ở đây không? Trương tiên sinh, ngài xem, ngài lại làm kinh doanh rồi. Bản công tử tôi chỉ xuất hàng chứ không nhập hàng. Nếu ông từ chối, vậy tôi chỉ có thể coi như không có gì. Đợi đã, tôi còn muốn hỏi thêm một câu nữa. Chuyện của đại đội trưởng Uông, rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu? Tôi quả thật không biết. Uông đại ca, nhiệm vụ lần này hay là anh phân bố mọi người đi, hay là anh làm đi, anh tương đối hiểu các anh em cũng được. Tất cả ngay đây, như nhận được chỉ thị của cấp trên, ngày mai chúng ta phải hộ tống một đội nhỏ của tướng Sang qua cầu. Chiều mai đội nhỏ sẽ đến địa điểm chỉ định đợi chúng ta. Đợi họ qua cầu rồi, sau khi đưa đến điểm an toàn, chúng ta sẽ phá cầu. Chút nữa tôi và Du Thất đi lên cầu quan sát một chút. Cậu tập trung nghe đi. Nếu tất cả thuận lợi, trong đêm hôm nay chúng ta có thể đặt thuốc nổ ở dưới cầu trước. Công tử, Hầu Linh, đại ca, hai các cậu sang thôn bên cạnh thu gom quần áo của nông dân trong thôn để cho đội nhỏ quá trang qua cầu. Rõ, dân. Mộc Tượng, cậu ở lại trong chừng thuốc nổ cẩn thận. Còn tôi, anh cũng ở lại, anh làm ngồi nổ. Cái này anh làm tốt hơn so với chúng tôi. Được. Hành động. Trông cẩn thận đấy. Đại ca, Bạch công tử đó bảo tôi nói với anh. Không, 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 không phải. Hùng Mộc Tượng bảo Bạch công tử sau đó. Đợi đã, cái gì mà công tử với Mộc Tượng sao loạn cả lên vậy? Dân có chút loạn, rốt cuộc muốn nói gì? Chính là nói, đại đội trưởng Uông trộm thuốc nổ, có phải thuận lợi quá không? Làm sao, cậu còn mong xảy ra chuyện à? Cũng không phải, anh nghĩ kho đạn dược đó của bọn Nhật canh phòng nghiêm ngặt nhiều như vậy, trước đây Tiểu Thất làm không ít chuyện kiểu như vậy, cho nên Tiểu Thất cảm thấy... Cậu cảm thấy gì? Tôi biết tiểu tử cậu không kìm nén được mà. Tôi nói với cậu, trước đây chuyện mà tôi cùng đại đội trưởng Uông làm, có lúc nó quả thực rất thuận lợi, mà còn thuận lợi đến lạ thường. Nhưng chuyện này rõ ràng đã thành công rồi. Đúng vậy, Tiểu Thất cũng đã nói với họ như vậy. Không phải, có là gì chứ, đại ca còn có đại ca của đại ca cái gì, anh hùng ấy, anh hùng đó là một chút chuyện không dễ sao được. Đại ca yên tâm, sau này Tiểu Thất thay anh quản miệng của bọn họ. Du Thất à, nếu cậu không đi dẫn đường cho bọn Nhật thì oan uổng quá đấy.
Đại ca, sao anh lại nói như vậy? Còn không phải sao, công tử và Mộc Tượng bán đứng cậu như vậy rồi. Cậu được lắm. Đại ca, không có. Một mình tiểu thất nói chuyện sợ đại ca không thích nghe, cho nên đã dạy dỗ bọn họ rồi. Tiểu Bạch nói cái đó gọi là luật không thể dùng cho đám đông. Tiểu tử cậu khá thông minh. Nếu tiểu thất không minh, đã sớm bắt tên gián điệp thứ hai lại rồi. Cậu nói cái gì? Đại ca, đứng cầu bộ dân rồi, anh xem. Quay lại. Quay lại. Được rồi. Đứng lại. Sao cậu vô cớ gây sự chứ? Sau này đừng làm gãy xìu trước mặt tôi. Trông chừng kỹ thuốc nổ của cậu đi. Chị Thái Dân, chú Trương vừa về lại đi rồi. Đi đâu vậy? Chú ấy đến trạm liên lạc sắp xếp chỗ ở trọ của đội nhỏ. Lớn tuổi như vậy rồi, thật sự làm khó chú ấy. Đúng vậy, em nói để em đi nhưng chú ấy không yên tâm. Đúng rồi chị Thái Dân, em bảo người ở dưới ngang ngóng cái nhà trọ đó rồi. Kết quả thế nào? Nhà trọ đó là nơi trước khi hội Uông Lĩnh Thanh chạy trốn, bây giờ đã cho ông chủ Tống thuê lại rồi. Nhìn từ bên ngoài thì không thấy gì, nhưng cũng quá trùng hợp rồi. Nếu ông chủ của nhà trọ này thực sự có vấn đề, nếu Uông Lĩnh Thanh cũng thực sự có vấn đề, vậy Hùng Mộc Tượng và Uông Lĩnh Thanh đó, sau khi ở nhà trọ này buổi tối họ lại đi trộm thuốc nổ, vậy thì rõ ràng bọn Nhật chắc chắn là biết chuyện này. Đúng. Vậy cha chị vào trong núi, Bạch công tử không nói gì với ông ấy sao? Không có. Như chú Trương nói, thể nhìn ra Bạch công tử quả thực nghi ngờ Uông Lệnh Thanh. Có điều Bạch công tử này ai cũng nghi ngờ, bao gồm cả chú Trương. Trong mắt anh ấy, chú Trương cũng chỉ là một liên lạc viên, cho nên anh ấy không tin tưởng. Chú Trương còn nói, chú em muốn hỏi rõ chuyện đại đội trưởng Uông nhập ngũ khi nào, làm đại đội trưởng khi nào. Dù sao thì chính là muốn hỏi rõ lý lịch của anh ấy, chị đoán xem thế nào. Là Cam đại ca chặn lại, anh ấy không cho chú Trương hỏi tiếp, cho nên bây giờ không rõ ràng đại đội trưởng Uông này rốt cuộc là người như thế nào. Hoàn toàn nói rõ vấn đề này rồi. Bây giờ vấn đề lớn nhất là tình nghĩa anh em của Cam đại ca và Uông Lệnh Thanh, làm cho Cam đại ca không sáng suốt. Bạch công tử thì tỉnh táo, nhưng anh ấy lại không thể làm gì. Bạch công tử này muốn làm thế nào mới có thể vừa bảo vệ bản thân, lại vừa có thể vạch trần sự thật đây? Theo như em thấy, chỉ cần đại đội trưởng Uông phục mệnh rời khỏi nhóm của Cam đại ca thì không có chuyện gì cả. Nhưng bây giờ anh ấy kháng lệnh. Không được, chị phải dậy thôi. Chị Thái Dân, chị muốn làm gì? Chị phải đi tìm bọn họ. Sức khỏe của chị có thể chịu được không? Bây giờ chị lo lắng nhất là bọn Nhật.
Em nói nếu bọn Nhật biết thuốc nổ của bọn chúng mất rồi, bọn chúng có thể không có động tĩnh sao? Lỡ như rơi vào bẫy, vậy để cho em đi. Chị bắt buộc phải tự đi. Em trong nhà cẩn thận, bảo Xuyên Trụ chuẩn bị xe ngựa. Được, vậy chị chú ý an toàn. Muốn chết muốn giết thì mau lên đi. Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không hợp tác với các ông, sẽ không bao giờ. Tôi kính trọng nhất chính là người như anh, như một dũng sĩ. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, tôi chắc chắn anh sẽ hợp tác với quân đội đế quốc Nhật Bản. Tôi hiểu rồi. Anh hiểu rồi thì tốt. Yêu cầu duy nhất của tôi chính là để anh hợp tác với tôi. Ông cảm thấy có thể không? Có thể. Bởi vì tôi tiêu tốn rất nhiều công sức lên anh. Hôm nay cuối cùng cũng có thành quả. Không có chuyện đó đâu. Chứ gì ông bắt tôi lại? Các ông cảm thấy tôi rất sợ chết sao? Hợp tác? Nằm mơ đi. Từng đồng ý với tôi giúp tôi bắt bát lộ. Sao tôi có thể tin ông chứ? Anh sẽ thấy. Nếu đã là hợp tác, chúng ta thương lượng một chút kế hoạch đi. Đại ca, nước đủ sâu. Phải rồi. Đại ca, vì sao chúng ta phải giúp những người đó qua sông? Đây là một nhóm nhỏ đặc biệt, không quen thuộc đường cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Lan Trung. Đúng, bọn họ là bác sĩ và y tá, căn cứ địa không thể thiếu. Dù sao nam nữ già trẻ đều có, gần như là sống như một gia đình. Chính là kiểu người không thể gánh giáp, tay không thể nhấc giỏ, nhưng họ có thể chữa bệnh. Nhớ lấy, ngày mai sau khi nhóm nhỏ qua cầu, chúng ta tập hợp bên trong khu rừng ở bờ biển phía bắc cây cầu. Biết rồi đại ca. Đi.
Đại nhân Usuki. Đại nhân Usuki. Quân đội đế quốc vẫn mai phục ở bờ phía bắc. Một ngày rồi, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh. Tiếp tục mai phục. Bọn chúng sẽ hành động giờ đây. Dân. Đại ca, đại ca, đại đội trưởng Uông về rồi đây. Vất vả rồi. Xem. Được, chỗ cô ấy vẫn còn, để tôi cũng được kha khá rồi. Đại đội trưởng Uông, những đồ này trang điểm cho nhóm nhỏ đủ, đủ dùng. Chỉ cần khi qua cầu không để bọn Nhật phát hiện ra là được. Không thể phát hiện được, anh xem. Tất cả là áo cũ, quần cũ, mặc lên giống hệt người trong thôn chúng ta. Bọn Nhật một chút cũng không nhìn ra được. Mộc Tượng à, Mộc Tượng mau ra đây làm việc đi. Cái rượu đó sao lại như vậy? Không sao. Không sao thì mau làm việc đi, một đống việc này. Đây chính là tình hình của cầu bộ dân. Trước mắt bọn Nhật không có số lượng nhiều canh gác. Tôi thấy không bao lâu nữa trọng binh của bọn Nhật sẽ đến. Không sai. Tối nay phải đặt thuốc nổ đúng chỗ ở dưới cầu. Đợi ngày mai sau khi nhóm nhỏ thuận lợi thông qua sẽ cho nổ. Mộc Tượng, nhanh lên. Nhanh lên, đến đây. Số thuốc nổ này có vấn đề. Nói đi, chuyện thuốc nổ là sao? Tôi không biết. Tối nay phải phát cầu rồi. Cậu nói với tôi không biết. Không phải đại ca, tôi thực sự không biết. Thuốc nổ vẫn luôn là cậu bảo quản, cậu không biết sao? Không phải. Còn có anh ấy. Dựa vào cái gì mà nói tôi? Tôi ngủ rồi. Tại sao cậu lại ngủ? Sau khi cậu ngủ có biết xảy ra chuyện gì không? Cậu nhìn thấy à? Tôi ngủ rồi. Mà ở đây chỉ có hai người chúng ta. Không phải tôi thì chắc chắn là anh rồi. Vậy mời cậu nói đi. Tôi trộm thuốc nổ làm gì? Tôi mặc kệ anh muốn làm cái gì. Anh chính là không muốn để bọn tôi phát cầu. Nếu tôi không muốn phát cầu thì tôi trộm thuốc nổ làm gì? Được. Nếu vì tôi đến đây khiến mọi người không hài lòng rồi,
Uông Lệnh Thanh, tôi đi ngay. Đợi đã, đại đội trưởng Uông. Uông đại ca, anh bình tĩnh trước đi. Mộc Tượng, thuốc nổ là do cậu bảo quản, cậu ngủ là không đúng. Không phải đại ca, câm miệng. Chuyện thuốc nổ để sau nói tiếp. Bây giờ nhiệm vụ cấp bách là bảo vệ đội nhỏ qua cầu. Chuyện thuốc nổ tôi sẽ nghĩ cách. Tôi lại đi dân thành một chuyến. Không được, anh không thể đi. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch sự trong sạch của tôi. Đại ca, chuyến đi này tôi đi cùng. Đại ca, tôi cảm thấy chuyện này vẫn là anh thích đi thích hợp. Cậu câm miệng đi. Lần trước cậu kéo cô ấy, lần này cậu kéo tôi. Cậu làm loạn cái gì? Anh thức tương đối quen thuộc với dân thành, tôi cũng quen thuộc. Không phải tôi nói anh không hiểu. Anh thức giỏi làm chuyện nguy hiểm. Như vậy là ý gì? Là khen tôi hay mắng tôi? Được rồi, đừng tranh cãi. Hầu Linh, cậu đi. Dân đại ca. Lão Bạch, cậu nói nếu tin họ Uông đó để lão Hầu đến nhà trọ của Thái Dân thì phải làm sao đây? Đúng vậy, nhưng mà đại ca không nghe. Nếu đây đổi là Du Thất Lanh Lợi đi, chắc chắn sẽ không dạch trần chỗ ở của chúng ta. Nhưng mặc kệ anh ấy muốn làm gì, gián điệp chính là gián điệp. Tôi nói với cậu Lão Bạch, chuyện thuốc nổ đó tuyệt đối là do tên họ Uông nó giở trò. Đúng, tôi biết. Được, dừng một chút. Xuyên trụ, cậu ở đây đợi tôi, tự tôi qua đó. Bà chủ, một mình cô đi được không? Yên tâm đi, đợi tôi. Thực sự không giết được hắn thì hỏng hết. Vậy đại ca sẽ đồng ý chứ? Cậu quản anh ấy có đồng ý hay không, giết trước rồi nói. Cậu nghĩ chuyện đơn giản như vậy sao? Người sau lưng hắn sẽ đứng nhìn sao? Chỉ sợ cậu chưa ra tay cậu đã ngã xuống rồi. Cậu cút đi chỗ khác đi. Tôi không đánh được hắn trước mặt thì tôi ở sau lưng tôi đánh lén hắn. Cậu bây giờ còn học người ta đánh lén. Hôm nay tôi thấy hắn đi dạo trong sân không có chuyện gì, tôi nhân cơ hội hắn không để ý, tôi phi một rìu vào hắn, đóng trước mắt, dọa hắn một trận. Có chuyện như vậy sao? Vậy sao tôi thấy cái rìu đó đóng lên khung cửa chứ? Có phải cậu mù không? Không phải ở đây. Cứ chạm vào nỗi đau của tôi. Tôi nói với cậu, cái này chắc chắn không được. Đại đội trưởng Uông là ai chứ? Anh ấy cho cậu cơ hội thứ hai để đánh lén sao? Sao lại không được? Đây không phải, không phải bà chủ sao? Bà chủ, sao cô đến đây? Thế nào rồi, vết thương đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Tôi muốn hỏi một chút, chuyện bà công tử nhà Trương Sinh Sinh thế nào rồi? Tôi đã hỏi qua rồi, kết quả thế nào? Trương Sinh Sinh hỏi chi tiết chưa? Đúng, hỏi chi tiết rồi mà không có kết quả. Cậu thất vọng lắm sao? Tôi có một số chuyện muốn nói với cô. Tôi đang muốn nghe cậu nói như thế nào. Đi, vào trong rồi nói. Đi. Bà chủ, cô nói cụ thể, cô có vết thương, có chuyện gì cô phái người đến là được rồi. Không được, tôi bắt buộc phải đến. Tại sao? Có chuyện gì quan trọng muốn ngăn cản anh? Ngăn cản tôi cái gì? Tối nay các anh không được đến cầu bộ dân. Tại sao? Sợ có mai phục. Quân mai phục? Cô đi một đoạn đường xa như vậy chỉ vì cái này sao? Tôi không dám nán lại, xem như đến kịp rồi. Cô đến kịp hay không cũng không sao. Tại sao? Thuốc nổ không còn nữa, cây cầu bây giờ chưa nổ được. Cái gì?
Lúc nãy tôi đã nói hết những gì tôi nghi ngờ cho cô ấy rồi. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng... Nếu chị Thái Dân đã biết chuyện này rồi, cậu bảo cô ấy khuyên đại ca. Khó, lời của bà chủ có lúc đại ca nghe, nhưng đại ca cho là chuyện đúng đắn. Bà chủ cũng sẽ không thuyết phục được anh ấy. Không phải, ý đó của cậu chính là chuyện này không có cách giải quyết sao? Ý của tôi là lúc này bà chủ sẽ không đi chọc giận đại ca. Cô ấy dám không chọc giận, và hai chúng ta có cùng đại ca. Ông chủ quán trọ đó chắc chắn có vấn đề. Tôi vốn nghĩ như vậy, muốn nhờ Trương Chuyên Sinh điều tra ra kết quả. Nhưng ông ấy làm việc theo khuôn phép cũ quá. Cậu nói nếu bọn Nhật sắp xếp hết mọi việc ổn thỏa, hỏi sang một hướng khác là cơ bản không giải quyết được vấn đề. Như vậy, ý của cậu là... Ý của tôi là ông chủ nhà trọ này không thể dựa vào hỏi sang hướng khác. Cậu xem thế này, nếu không làm được thì sao? Không đúng. Sao vậy? Không khả thi à? Không phải không khả thi. Lời cậu nói không đúng. Sao cậu không làm được chứ? Đuổi ông ấy đi, dựa theo đầu lợn của ông ấy. Ông ấy có thể béo như cậu sao? Cậu cút sang một bên cho tôi. Không biết lớn nhỏ. Không, làm sao? Làm sao? Cậu quay lại cho tôi. Lão Hầu à, vậy ở đây đi. Có được không? Ông chủ. Chủ của ngài, chúng tôi ở có chút không quen. Hay là như vậy đi, tối nay không ở đây. Có gì không quen vậy? Cửa hàng sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa ăn uống cũng thuận tiện. Tôi nói không ở là không ở, đâu ra nhiều lời như vậy. Được được được, mời hai vị, tôi không giữ lại nữa. Hai vị đi thông thả. Ăn đi. Hầu đại ca, đại đội trưởng Uông, cảm ơn nhé. Mai Hương, lấy cho tôi chút rượu, đừng uống nữa. Hai người ăn từ từ. Sao Hầu đại ca lại đưa hắn đến đây chứ? Mình phải làm sao đây? Mai Hương này, Mai Hương này là người của chúng ta. Ở đây là nơi an toàn nhất dân thành, nên ăn đi. Được. Cô chạy đường dài đến đây đưa tin cho tôi. Tôi vô cùng cảm ơn. Cho nên tôi không muốn cãi nhau với cô. Tôi cũng không muốn. Nhưng mệnh lệnh quay về đơn vị bắt buộc phải chấp hành. Được, tôi đồng ý với cô. Chỉ cần U Luyện Thanh, anh ấy quay lại, tôi sẽ nói với anh ấy. Như vậy cô yên tâm rồi chứ? Nếu tôi yên tâm, tôi sẽ không đến rồi. Không phải, vậy cô bảo tôi phải làm thế nào cô mới có thể yên tâm? Tôi biết. Bây giờ tôi có nói gì anh cũng không nghe vào. Không phải tôi không nghe vào, là các cô sai hết rồi. Có biết không? Tôi nói lại lần nữa, năm đó tôi cùng với U Luyện Thanh khi giết bọn Nhật ở trên chiến trường. Anh đừng nói lúc trước. Lúc nãy anh nói thuốc nổ không còn nữa. Đúng. Tất cả biến thành đất vàng rồi, cô tự xem đi. Cũng kỳ lạ, thuốc nổ này ở bên cạnh nó bỗng nhiên không còn nữa. Du Thất. Du Thất. Đây 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 đây, đại ca, đến rồi. Chị. Đi, tìm Mộc Tượng đến đây. Hôm nay tôi bắt buộc phải điều tra ra tung tích của thuốc nổ. Đại ca, đi đi đi, có nói cái gì, có rắm đánh. Đại ca, Mộc Tượng không còn nữa rồi. Sao lại không còn? Chết rồi. Nhận ra tôi không? Xin hỏi hảo hán đây đến ở hay là cướp tiệm? Không ở cũng không cướp tiệm. Vậy ông nào đi với tôi một chuyến. Đi đi đâu?
nghĩa trang bên ngoài thành. Tôi không đi. Ông nói lại cho tôi một lần nữa. Nhanh lên. Tôi bảo anh nhanh lên, có nghe thấy không?